Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn. Hôm nay, Thảo Dược Xanh số 1 Jindu sẽ chia sẻ cho bà con cách dùng chè vàng giúp phụ nữ sau sinh tràn trề bầu sữa mẹ. Chè vàng là một trong những loại thảo dược nhiều công dụng, đặc biệt đây là một loại dược liệu mang rất nhiều lợi ích cho phụ nữ sau sinh. Bài chia sẻ này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách dùng chè vàng hiệu quả nhất. Cách dùng chè vàng sao cho hiệu quả là điều mà các chị em đặc biệt quan tâm. Vậy, ta nên pha chè vàng như thế nào? Như các bạn đã biết, chè vàng là một loại dược liệu, một loại thuốc, nên khi sử dụng, nhất thiết phải có quy định về liều lượng sử dụng ngày bao nhiêu. Việc sử dụng bừa bãi sẽ làm giảm hiệu quả lợi sữa của chè vàng đi đáng kể. Chính vì lý do đó mà nhiều chị em phản hồi rằng, sao em dùng chè vàng mà sữa vẫn ít, không được nhiều như mọi người là lý do đó. Lưu ý trước khi pha chè vàng: 1. Phải lựa chọn kỹ lưỡng loại chè có chất lượng tốt, không bị ẩm mốc và có mùi lạ. 2. Lá chè phải còn màu xanh, nếu mà thâm đen nhất thiết không được dùng. 3. Chọn chè có nhiều lá non, tỷ lệ lá và cành là 50/50, nếu có nhiều lá thì càng tốt. Sau khi đã lựa chọn được loại chè chất lượng, chúng ta hãy tiến hành pha chè thôi nào. Cách dùng chè vàng như sau. Có hai cách dùng chè vàng đều rất đơn giản, các bạn có thể chọn một trong hai cách đều được. Cách 1, cách nấu nước uống. Định lượng sử dụng là 50g một ngày. Trước khi dùng, bạn đem lá chè rửa qua nước sạch một lần, bỏ chè vào nồi, đổ thêm 2 lít nước đun sôi, duy trì thời gian sôi nhỏ lửa thêm khoảng 10 phút để các chất trong chè tiết ra hết. Nồi đun các bạn dùng phải dùng là nồi nhôm, ấm điện hoặc ấm siêu tốc đều được. Vậy, uống trà khi nào? Các bạn chắt nước uống bất kỳ thời gian nào trong ngày, nên dùng khi chè còn nóng sẽ tốt hơn, nếu nguội nên đun lại cho nóng. Mùi vị chè vàng có vị thơm, hơi đắng một chút nên uống rất thích, chị em dùng thử là thích liền. Và đến cách thứ hai, hãm nước sôi. Định lượng 50g một ngày nên chia làm 2 lần, sáng 1 ấm, chiều 1 ấm. Trước khi pha chè vàng, cần được rửa qua với nước sạch, bỏ chè vào ấm. Thực hiện bước tráng chè bằng cách đổ một lượt nước sôi vào ấm, sau đó gạn nước tráng chè ra. Tiếp tục chế khoảng 1 lít nước đun sôi và ấm chè, ủ giữ nhiệt trong thời gian khoảng 30 phút là có thể sử dụng được. Lưu ý khi dùng chè vàng: bình dùng để pha chè vàng nên dùng bình giữ nhiệt, hoặc ấm sành loại lớn thường dùng để pha chè tươi có dụng cụ để giữ nhiệt. Nên dùng chè khi nước còn nóng sẽ thơm ngon hơn. Nhất thiết phải thực hiện động tác tráng chè sẽ làm nước chè xanh và ngon hơn. Nếu bị huyết áp thấp, khi dùng chè vàng bạn nên thêm 2-3 miếng gừng mỏng để tránh bị tụt huyết áp. Không dùng chè vàng cho trẻ em dưới 5 tuổi. Những lợi ích của chè vàng cho sức khỏe sản phụ: chè vàng giúp chị em sau sinh chóng phục hồi sức khỏe. Tác dụng quan trọng nhất của chè vàng là kích thích tiết sữa, giúp chị em có một bầu sữa căng tràn trề. Tác dụng giảm béo, giúp chị em lấy lại vóc dáng. Tác dụng tăng cường hệ tiêu hóa, kích thích ăn uống. Ngoài việc mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ sau sinh, chè vàng cũng mang nhiều lợi ích cho mọi thành viên trong gia đình. Kể cả người bình thường vẫn nên dùng chè vàng hàng ngày, nhất là người béo phì và tăng cân. Một loại chè với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, mùi vị lại rất thơm ngon, giá bán cũng vô cùng rẻ, chỉ với 120.000 đồng 1kg sẽ là lựa chọn rất tuyệt vời cho bạn và gia đình. Nếu thấy bài chia sẻ của chúng tôi có ích, đừng ngại ngần chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chè vàng tới gia đình, bạn bè của mình bằng cách bấm like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được nhiều thông tin hữu ích hơn. Thảo Dược Xanh số 1 Jindu xin cảm ơn. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.